Liên quan đến vụ loạt xe sang đón dâu dàn hàng ngang giữa đường để chụp ảnh, thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, hành vi của Phạm Đức Hải, thường gọi là Hải Idol và các đối tượng có liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Phạm Đức Hải phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào khoảng gần 15 giờ ngày 21 tháng 4, Phạm Đức Hải là người xếp đội hình xe và cùng nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi dùng 4 xe sang dừng đỗ xe giữa đường tại km 1 500 đường trục bắc nam thuộc địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương để gian cảnh chụp ảnh sau đó di chuyển trên đường thì trường phát live stream để câu like câu view tăng tương tác hành vi của hải và các đối tượng có liên quan gây ủn tắc giao thông trên đoạn đường từ quốc lộ 38 cố ý vi phạm quy định pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân